đầu của chương trình này. Ok. Và đây là các thánh tượng tinh anh của tôi. Quay nhiều tập mọi người sẽ biết chị là ai rồi nên khỏi cần giới thiệu. Mọi người từ xử hết rồi coi. Bảo quay nhân vợ an toàn đúng không? Rồi. Xin hai xin đọc thư của tuần trước. Em là Quỳnh Lê Quỳnh Trang ở Vĩnh Long. Em đã xem tập anh Bazo hướng dẫn một bạn nữ tự vệ. Hoàn cảnh của em cũng tương tự bạn ấy. Nhưng mà nhà em bán tập quá, em phải phụ nhà buôn bán cho nên không có thời gian đi học võ được. Mỗi khi nhà chỉ có một mình em trong coi hàng quán em rất là sợ. Em thấy cách tốt nhất là phải có một vệ sĩ túc trực bên em cả ngày lẫn đêm. Anh Bazo có cách nào giúp em không ạ? Xin mời Bazo. Thôi anh Bazo luôn đi. Tỷ sao vậy? Sao vậy? Giao trứng cho ai vệ sĩ mà hả mập như vậy không? Con Huy nó nuốt luôn thân chủ. Bác Xô đáng lẽ cũng rất muốn làm anh bảo vệ nó, nhưng mà tại xuống Vĩnh Long xa quá không có chạy show được. Với lại cái số này thật chạy ra trăm triệu mới xuống không? Suy nghĩ phải xin phép vợ cái đã. Suy nghĩ không? Đáng lẽ cái số này là anh Hoàng rapper đi sẽ hợp lý hơn. Làm gì hợp lý, trời ơi trời. Để biết là chuyến hành trình của Bác Xô như thế nào mời mọi người xem clip. Trời ơi. Tìm được một vệ sĩ bây giờ cũng để đủ 8 chén chè hả chị? Bảo vệ được thân chủ mà còn phải tấn công được kẻ xấu một cách hiệu quả. Bây giờ mình sẽ thử đi, thử coi nó có hiệu quả hay không. Trời. Ngầu ha. Ngầu ghê luôn. Lần trước là bác Sô đã vô vàng cướp rồi. Tại số hồi trước đúng không? Đúng rồi, đã lâu rồi. Anh đứng bay lên đạp em hả? Lần này mà vô gia ăn cướp mà cướp của người lạ nữa thì chắc không có đường thoát đâu. Lần này mình cao tay hơn một chút, sai người hệ kiếp cho nó chắc. Trời ơi, trời sắp trời xếp rồi quá. Sao? Có định làm vệ sĩ nữa không? Đàn ông định làm vệ sĩ hả? Bảo vệ cho ai? Cỡ ông tôi nói thiệt á, gặp mà ăn cướp như tôi nói thẳng với ông á, cỡ nào ông thua. À, có sáng kiến rồi. Như vậy có nghĩa là thám tử Bazo phải tìm một vệ sĩ mà có thể vì thân chủ mà quên mình. Có rồi. Đi theo thôi. Mình vô mà. Dạ, người vậy. Không có gì. Anh biết con đó không? Con bún đốt à, con. Thôi thì nó bún đúng rồi, cho bún. Cho bún. Biết bún á. Thôi ơi, nó nhìn em thôi mà em. Dạ anh. Ồ, chào anh vô. Nó nhìn em nữa. Bạc anh, ghê anh, khoan anh rồi. Cho chú bé ngồi đi cái. Thôi anh. Ồ, em ngồi hay vậy. Giỏi quá. Tới kìa. Giỏi. Cho em bắt tay anh cái. Ok. Rồi chào em. Xin giới thiệu với các bạn khán giả, đây là anh Quân. Là người phụ trách ở sân tập này đúng không ạ? Đúng rồi em. Em thấy là các chú chó ở đây, chú nào cũng có vẻ là trên 50kg hết anh? Cũng sắp xỉ. Sắp xỉ là trên. Cái việc huấn luyện mà mấy chú chó này có khó không ạ? Thì nói chung là nếu mà người có cái tâm với lại có cái kiên trì thì cũng không có gì là khó. Tại vì em nghe nói là những chú chó là những vệ sĩ rất là đắc lực, chú chó còn quý cái người chủ hơn cả tính mạng của mình nữa đúng không? Đúng. Cho nên là gặp mọi nguy hiểm thì chú chó là sẵn sàng xả thân để người chủ. Hay quá. Cái quá trình mà huấn luyện các chú chó này thì mình có thường xảy ra tai nạn nào không anh? Có chứ, cũng không phải lúc nào cũng phải lúc nào cũng xảy ra. Nó có những cái tình huống mà nó ngoài ý muốn thôi. Thì không biết là bắt vô có may mắn với lại cái đó chuyện đó hay không. Mình cũng không có. Ngày hôm nay tới đây mà anh còn hỏi là có may mắn hay không nữa. Tại vì tức là cái đó mình không bảo đảm, tại vì là thôi đúng đây. Thường á, những chú chó như vậy làm quen với những đồng lệnh nào đơn giản đầu tiên anh ha? Trong các cái khẩu lệnh thì gọi lại quanh mình á là nó là dễ nhất. Tại vì cái bài tập đó là đầu tiên để nó bước vô một cái chương trình cơ bản. Thử bây giờ anh cho bạn này đứng lên thử một cái được không? Được. Đứng. Yên. Ngồi. Hiểu luôn. Yên. Chào. Yên.
Tay giỏi. Tay kia. Dễ thương. Giỏi. Hay quá. Con chó nào nó bảo vệ chủ một cách tuyệt đối, tức là người chủ mình an toàn tốt nhất thôi. Chỉ là mới là nghe nói thôi, mắt thấy thì mới tin được. Okay, thì ngày hôm nay em xin phép nhờ anh Quân cho khán giả cũng như cho bản thân em thấy tận mắt là một cái quá trình huấn luyện và các chú chó này sẽ bảo vệ cho người chủ như thế nào. Rồi, đối khi cái mà đó gặp thì thế anh sẽ cho em thấy. Dạ, cảm ơn anh. Bắt đầu vô làm bắt đầu quen với con chó rồi, bắt đầu đỡ sợ hơn. Trời, mấy người này chắc cũng bị cắn. Mấy người này quá à. Trời ơi, cắn bầm dai luôn. Đúng rồi. Mày đánh nó trước cho nó ăn lên. Cắn là bầm nó con chó sau khi đã được huấn luyện chương trình cơ bản rồi á thì nó sẽ có cái tính kỷ luật rất cao. Em không tin. Em không nghe thân, em cứ làm thử, em ẩm một cái con chó nhỏ em đi qua anh Thái Bắc. Những chú này là ngồi yên một chỗ, nó sẽ ngồi yên cho em đi qua. Em biết là mấy chú chó là tới trường là chắc chắn là tâm lý sẽ không bị phân tán, nhưng mà cái người mà tâm lý bị phân tán là em nè. Anh nghĩ sao em đi ngang qua rồi lỡ mà có cái chuyện gì em sao em làm gì được. Vậy thì em giữ con chó đi, anh sẽ ẩm con chó cho. Nguyên. Chó của sao anh đi một cách đơn giản vậy trời. Con chó đó đã được học rồi thì kỷ luật nó rất là tốt. Giờ đưa cho bác vô. Rồi đưa cho bác vô làm thử. Yên. Hả? Yên. Rất là bình thường. Dạ. Sau khi anh làm em nói thẳng với anh. Em đủ tự tin để em làm. Tâm lý em không hề gọi là lay động. Rồi ok em thử. Đứng yên nha. Sát chút nữa đi. Sát chút nữa. Nó cắn một chân nha, nó đâu cắn hai chân em. Từ người huấn luyện cho tới những chú chó hàng ngày đều phải trải qua một ngày là tập luyện rất là vất vả, đúng không anh? Đúng rồi. Thao trường là đổ mồ hôi mà là chiến trường mà thậm chí em còn thấy là những người làm nghề huấn luyện như anh là phải đối diện với nguy hiểm hàng ngày, bởi vì những chú chó đôi khi có những cái mà chúng ta không lường trước được. Đúng, đúng không anh? Đúng như cái nãy em thấy đó, tức là nó có những hành vi mà nó ngoài cái khả năng tưởng tượng của mình đó. Thậm chí hồi nãy đó, em cứ sợ là ví dụ em đang đóng vai người chủ nó, nhưng mà thật ra là tụi em chưa có thân nhau đó. Sợ nhiều khi mà mình đang đứng ở đây kêu việc nhưng mà nó quay qua nó nhìn em cái là chắc em xỉu tại chỗ luôn á. Đúng rồi. Cho em hỏi là ví dụ nếu như một bạn khán giả nào đó mà muốn chọn cho mình một cái giống chó để làm vệ sĩ cho mình á, thì mình nên chọn những dòng chó nào ạ? Như mình đã thấy rồi, tức là chó mà để bảo vệ làm vệ sĩ người bạn của mình. Dạ. Đặc biệt nhất là chỉ có giống Rottweiler với lại con Bạc Rê. Con Doberman thì cũng được. Ba giống đó là anh có thể làm vệ sĩ cho mình được. Tốt. Dạ. Coi như là chỉ cần nhìn vào bề ngoài thôi là sẵn là không ai có thể dám bước tới gần mình rồi, đúng không anh? Đúng rồi. Nó có cái tinh thần trấn áp rất là tốt. Như vậy có thể nói là để chúng ta chọn một vệ sĩ để bảo vệ cho chúng ta thì chúng ta đã có được 3 thông tin. Một là Bạc Rê, hai là Rottweiler, ba là Doberman. Thì các giống chó đó đều rất là to và sẵn sàng là hy sinh thân mình để bảo vệ cho thân chủ. Đúng. Cho nên là những ai đang có nhu cầu tìm riêng cho mình một vệ sĩ hãy liên hệ với anh Quân tới với trường huấn luyện nghiệp vụ chó. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều về cái buổi tập ngày hôm nay. Thì dĩ nhiên là ở đây chúng ta được xem những cái dòng chó là chó lớn. Thực ra trên tính chất là bảo vệ cho thân chủ thì những loài chó khác ấy, nhỏ hơn cũng được, nhưng mà về cái tính cách của loài chó thì là luôn luôn canh gác. Ví dụ như có bất kỳ một cái động tĩnh nào thì nó cũng sẽ báo động cho mình biết để mình có thể phòng thân. Hãy nuôi chó đi sẽ an toàn cho bản thân. Tôi có câu hỏi là thí dụ mình nhà mình có chó
Mình muốn là đem tới trường cho người ta dạy giống như là thông minh như là bảo vệ vậy được không? Được, được. Học phí tính làm sao? Gửi nội chú thì, mà gửi nội chú để huấn luyện một chú chó cũng không có tới nỗi là mắc đâu. Nhưng mà mình sẽ phải nghĩ tới cái giá trị mà sau khi mình cho chó đi học. Có khi nó quên mặt mình luôn sao ta? Không bao giờ quên, tại vì bản thân người chủ sẽ là người huấn luyện trực tiếp cho chú chó của mình nữa. Chó gửi chú chó một thời gian để cho nó quen, nghe quen đồng lệnh. Sau đó người chủ của nó sẽ phải lên và tập với nó để nó nhận biết à ai là chủ, ai là người lạ. Ủa vậy em nuôi poodle em có được bảo vệ được không? Dĩ nhiên chú chó poodle của em sẽ sẵn sàng canh gác cho em 24/24. Nó chỉ không có thể có khả năng gây sát thương cho cái người mà chứ, muốn làm khả năng công của em. Ví dụ giống như là ngày hôm đó em đi đâu xa và em muốn thuê con chó đó để bảo vệ em được không? Cái đó thì các bạn có thể liên hệ tới trường. Trường cũng hình như là có cái công tác đó. Rồi cảm ơn bà Do. Hay quá. Nhưng nói gì nói đi phải nói lại, nuôi những cái dòng chó lớn cũng phải rất là cẩn thận. Tại vì cũng có nhiều trường hợp đó, nó sẽ tấn công, hoặc là tấn công mèo, hoặc là tấn công trẻ em. Thì có những cái trường hợp như vậy nên khi cho ra ngoài thì mình phải rọ mõm hay sao, nói chung là mình cũng phải phòng ngừa. Mặc dù chó là nó là làm việc theo bản năng thôi, chứ mình phải hiểu nó, mình nuôi nó mình phải hiểu, chứ đừng có để cho những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhiệm vụ thứ hai. Có nội dung như sau: gửi cái thám tử vui nhộn của du lịch kỳ thú. Em tên là Phạm Duy Thông, năm nay em 20 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Buôn Ma Thuột, vì vậy em rất thích uống cà phê. Nhưng vẫn uống theo thói quen cà phê pha phin. Nên em không biết có nhất thiết phải pha cà phê bằng nước nóng không? Nếu pha bằng nước lạnh thì sẽ như thế nào? Anh chị có thể đi kiểm chứng giúp em không ạ? Cảm ơn rất nhiều. Xin mời Miko. Ok, Miko lên đây. Coi một người phụ nữ không biết gì về cà phê họ làm ra sao nha. Thật ra thì Miko có biết sơ sơ đó là gu uống cà phê của Việt Nam mình khác với gu uống của người nước ngoài. Thì bên mình đó là họ sẽ thích cà phê đậm hơn, còn nước ngoài thì họ thích chua chua và nhẹ thôi. Thì ngày hôm nay Miko được đi nghiên cứu về một cái đẳng cấp khác mà anh barista anh gọi là chơi cà phê. Sẽ thông qua rất là nhiều cách thức để xử lý cái cà phê đó để ra những cái nước khác nhau. Mời mọi người cùng xem. Hôm nay du lịch kỳ thú giao cho Miko hai cái món này, cái phin cà phê với lại một túi cà phê. Giao cái này cho thám tử Miko là hoàn toàn chính xác rồi. Bởi vì mình cần phải tìm hiểu thông tin về cà phê. Mà cà phê thì Miko không bao giờ uống. Miko cũng sợ cà phê lắm. Vì cà phê mà vào trong người của Miko nó sẽ có những cái tác dụng rất là lạ. Nhưng mà nghe nói là chương trình cũng đã rất là ưu ái để sắp xếp cho Miko một bạn đồng hành. Bạn khán giả hôm nay đồng hành. Cái độ đẹp trai của bạn sẽ làm sáng bừng ngày hôm nay, làm cho tôi làm việc tốt hơn. Và bạn ấy đang mặc một cái áo nâu ngồi Sasaki rồi. Ý trời ơi. Chào bạn. Chào em. Dạ, chào em đúng không? Dạ. Em tên gì? Dạ em tên là Phạm Duy Thông. Chị nghe nói là em rành cà phê lắm hả? Dạ tại vì từ nhỏ em đã sống ở thành phố Buôn Ma Thuột cho nên là em uống cà phê từ nhỏ. Ôi. Bây giờ về giờ thí dụ như đổ cái bột cà phê này vô đây, xong rồi cái mình nước lạnh mà nước trong vắt luôn á, nước lọc mà nó lạnh nó không phải nước sôi, xong cái mình pha thành phim. Bây giờ mình thử đi. Dạ. Thử đi. Về. Chơi. Cái ly này ly nhỏ này thì không được. Bây giờ là nước này là nước lạnh vắt nè, nước đá. Mọi người sẽ nhìn cái màu của nó là đè xuống thì có hả? Dạ, tạo áp suất là gì? Là nước thôi chứ là cái gì? Nước lạnh dạo mà. Đúng rồi. Vô vị. Nước dạo. Đó. Nó không có tan đâu. Nó nước đang chảy. Nó cái cà phê đúng ra đâu mà. Vậy không được rồi chị ơi. Con. Mày chắc không phải cà phê vô cái này trà đá hay sao á. Vậy hả? Rồi nó không có ra rồi xong. Nước lạnh là không có ra được tinh chất cà phê dù có áp suất hay không. Rồi bây giờ mình đi tìm thêm coi có cái cách khác không. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến đây để nghiên cứu cách pha cà phê nha, trong chỗ này nè. Chị dẫn em đi đâu mà tăm tối vậy? Cái gì đâu tối? Ở đây là cái workshop. Đó, có cái workshop để chỉ pha cà phê. Mà thường cái chỗ này mấy cái lao người ta hiện đại, người ta mờ vậy, chứ không phải dẫn vô chỗ nào tối đâu quỷ à. Chỗ này lạ không? Lạ chi? Em chưa lên đây lần nào hết. Vậy mới thú vị đúng không? Cái đề tài quá hay, em chỉ có đi với lại là thám tử Miko Lan Trinh thì mới vui vậy thôi. Đi với mấy người kia chán lắm,
cực khổ nặng nhọc lắm. Em lại em về mát là chuyện nó xấu rồi. Bốn lần TV phải mát răng lên ngoài đi. Như mọi người đang học. Cái quán này buổi tối như có ăn uống. Em ăn biết gì? Em chưa thấy bao giờ. Không, chị thấy hồi đó chị vô cái chỗ sản xuất cà phê chồn á, thì có thấy mấy cái kiểu đốt đốt vậy nè. Chị muốn làm thí nghiệm của chị hả? Không có nổ. Bên kia đang nấu mà. Pha nước lạnh nè, thì là pha ấy. Pha nước lạnh em nghĩ là cà phê đó không phải là cà phê. Nó sẽ qua một cái viên đá tròn. Ồ dạ, nó không phải đúng cà phê Việt Nam. Nó đâu phải cà phê Việt Nam, nó cà phê Ý mà. Cà phê Ý pha lạnh chứ. Nó qua máy nữa. Xin giới thiệu, đây là anh Bảo, là barista của quán workshop. Còn đây là bạn Thông, một bạn trẻ rất là đam mê về cà phê. Tụi em đang nghiên cứu về pha cà phê bằng nước lạnh. Và tụi em đã thử làm rồi, kết quả là vô cùng bất khả thi. Nhưng mà em nghe nói ở đây có thể làm được đúng không anh? Dạ được, mình sẽ dùng nước lạnh để chiết xuất cà phê chứ. Thay vì khác với cái việc là mình dùng nước nóng chiết xuất cà phê xong rồi mình bỏ đá vô. Ấn xuống, chờ cho nước đá chảy xuống. Uống ly này rất lâu, thì nó rất sẽ mất nhiễm thời gian. Từng giọt, như vậy đó. 2 tiếng. Tiếng sau, tiếng sau rồi. Bởi sẽ có ly cà phê này rất mát. Cái phương pháp này thì 6 tiếng. Thì là bây giờ chờ đá tan ra, nhỏ xuống cứ tan từng giọt như vậy. Chờ được không? Em nói em thích đi quay với chị, bây giờ mình chờ đó. 6 tiếng sau, mình uống. Em thì em chờ được, cũng tại chị sợ chị bận số thôi. Biết nó chịu quá ha. Nhưng mà chị hồi nãy có hỏi anh Bảo rồi, anh kêu là có nước pha rồi, ngâm rồi, bây giờ mình đi thẳng, mình đốt cháy giai đoạn, mình đi thẳng tới giai đoạn uống luôn, khỏi phải chờ nữa. Ủa vậy từ sao mình không làm nước nóng thì cho nó lẹ? Cái vị cà phê để pha ra nó có khác gì so với cách pha truyền thống? Khác nhiều lắm. Nó đậm hơn so với những cách pha này. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bởi vì được chiết xuất bằng nước lạnh cho nên cái aroma nó được gom lại, co lại, đông tụ lại. Khi đó thì cái aroma của mình nó không có thơm sực nức giống như là mình pha bằng nước nóng. Nhưng mà bù lại thì cái aroma nó sẽ được kéo dài hơn. Thêm một cái nữa, khi pha bằng nước lạnh á, thì cái đường nó cũng co lại cho nên cái độ ngọt trong khuôn drip á, nó sẽ ngọt cao hơn, dễ cảm nhận. Thế cái cảm giác nó sẽ hoàn toàn khác với cái này. Chờ lâu quá mà. Trời, em muốn cái bên nước ngoài cái ly này á, tính ra là cả trăm đô cái lắm. Ít độ chua nó cũng chua nhiều hơn. Chua. Dạ đúng rồi, chua hơn. Gắt hơn. Dạ. Bởi vì mình ngâm nó qua tới 22 tiếng không mà. Cho nên đừng có sợ là nước nguội thì sẽ không chiết xuất đủ những cái củi cà phê. Bởi vì mình không sử dụng nước nóng cho nên thời gian mình sẽ kéo dài hơn. Thực ra em rất là kém nên em bây giờ em cũng không biết được cái này so với cái cà phê pha nóng bỏ đá vô nó. Rồi, vậy bây giờ sẽ làm một cái cà phê pha nóng qua đá vô. Trời. Cái hương vị đặc trưng của Kenya sẽ là chua. Nó sẽ chua giống như cà tomat. Dạ đúng rồi, em ngửi rồi đã thấy mùi chua rồi. Đúng rồi. Cà tomat là giống cà chua hả? Tomato. Ồ, nghe giống thiệt chứ bộ. Hay gì ta? Dạ chứ. Bây giờ hảo pha nè, hảo pha bằng cái và nhiệt độ để pha cho loại này mình sẽ dùng 93 độ rưỡi. Chỉ cần khác nhau 0.5 độ sẽ mang lại những chút xuất khác nhau. Để cái cây đó vô để đo và bất kể một quá trình nào ở đây đều phải được cân đo đong đếm tỉ mỉ từng chi tiết. Cà phê mà uống mà cầu kỳ lắm á. Cà phê mà đúng chuẩn là uống cầu kỳ lắm á. Cái phương thức này có nhiều người hỏi là nếu mà mình làm gì tan đá hết thì sao? Thì câu trả lời là không có sợ tan đá. Tại vì thứ nhất cái loại đá dùng cho cà phê này phải là đá già, không được dùng đá non. Cho nên nó sẽ lâu tan hơn. Cái thứ hai, cách pha như vậy đó, cái
môi trường đá sẽ tạo trong này thành một cái môi trường lạnh. Khi cà phê vừa chiết xuất ra thì tất cả những cái đường aroma sẽ được cô đọng lại giống như là cái bên kia, thay vì chiết xuất bằng nước lạnh. Dạ. Mình uống thử thì sẽ có những cái trải nghiệm khác. Dạ, hai cái này là coi như nó khác nhau sao đúng không? Đúng rồi. Nhẹ hơn. Em thấy ba loại này uống thì càng nhẹ nó càng chua hơn. Cái này ít chua, cái này chua, cái này là chua nhất. Cái này chua nhất, đúng không? Xin rồi. Cà phê rồi. Cái này chua chua nhất đó, thật ra lý do là bởi vì mình dùng hạt kenya. Trong những cái hạt hiện có tại quán thì kenya là cái hạt cà phê có cái acidity cao nhất. Còn đây là hạt Việt Nam thì tương đối đỡ hơn. Nhưng mà nếu so cùng một hạt Việt Nam làm cái này thì cái này nó sẽ chua hơn. Không ngờ cà phê là cả một cái thế giới riêng như vậy luôn á em. Em thì em thích cà phê mà em cũng không ngờ là mình còn hiểu biết nó còn nông cạn quá. Có nghĩa là đối với cà phê là mỗi cách mình đối xử với nó như thế nào thì sẽ ra một cái vị nó khác luôn á. Thì đúng rồi chị. Tương tự như phụ nữ vậy đó em. Dạ, hôm nay rất là cảm ơn anh Bảo cũng như là workshop đã tạo điều kiện cho tụi em được hiểu biết nhiều hơn, mở mang nhiều hơn về thế giới cà phê. Em cũng cảm ơn anh Bảo đã giúp em tìm hiểu về cái cách pha cà phê mà không dùng nước nóng. Okay, cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi. Dạ. Hay. Quá lạ, lần đầu tiên trong đời tôi thấy được những dụng cụ pha cà phê và mới hiểu được từng giọt cà phê là từng giọt tinh túy. Thì đối với người mà sành mà uống cà phê chuyên á, thật ra cái bộ môn về cách pha chế cà phê này ở nước ngoài nó rất là phổ biến. Và thậm chí những ai mà ghiền cà phê một cách gọi là tuyệt đối á, là họ sẽ tham gia những cái buổi triển lãm về cà phê nữa. Nó chỉ dành cho những người rảnh rỗi thôi. Không, thật ra, dĩ nhiên. Tại vì bây giờ đối với anh Hoàng á, anh có một quán cà phê với lại anh là thích cà phê truyền thống nên anh phải quên cái khái niệm cà phê truyền thống đi. Cái ngày hôm nay mà Miko đi tìm hiểu á, hoàn toàn là một loại cà phê, nước cà phê mới. Đối với các cô gái á, không cần phải lo bởi vì cái nước này không đủ để làm cho các cô say. Nó giống như là nước trái cây vậy đó. Nếu như mà là Việt Nam mình sẽ gọi là nước cà phê gạo. Nó rất là loãng. Khi mà uống vào á thì mình sẽ cái vị chua nó là cái vị đầu tiên. Giống như là cà phê, cái hạt cà phê bây giờ là thành là một cái hạt trái cây và mình ngâm lên vậy thôi. Theo em biết á là em có một người bạn là chuyên làm cà phê và xuất khẩu qua nước ngoài. Thì đa phần giống như là sự khác biệt vậy đó. Ví dụ như người Việt Nam thì sẽ thích thử cái lạ, thích thử thử những cái cà phê ở nước ngoài sẽ như thế nào. Nhưng ngược lại thì người nước ngoài lại thích uống cà phê của người Việt Nam. Phải sữa nữa, bên nước đúng ngoài rồi, chính phải xác. Sữa. Nên em nghĩ là cà phê này nó rất là nhiều tinh túy khác nhau. Mới nhưng mà đặc biệt là phải người ta vẫn thích cái đậm đặc nhiều hơn. Nói chung là cà phê cũng giống như là trà đạo vậy. Hai cái đúng rồi, có cả nên... thế giới riêng của nó và cũng rất là tỉ mỉ và công phu. Nhưng mà thực sự em không thích cà phê lắm. Mỗi lần em uống cà phê như tim đập nhanh lắm. Dù do là uống cà phê theo kiểu truyền thống hay kiểu mới của Mikola Trinh vừa mới giới thiệu thì chúng ta đều bị mất ngủ vì cà phê hết. Anh không bị mất ngủ. Sao em không? Thức 22 tiếng ngồi chờ. Tại sao không ngủ 22 tiếng? Không, mình cứ đam mê mà mình cứ háo hức ngồi chờ mình dòm đó. Em uống cà phê em không có ngủ được, tim em đập nhanh lắm, em phải hoạt động. Cô ơi, cái 22 tiếng cũng y như là mấy cái nước detox mà mình ngâm trái cây, mình cũng ngâm qua đêm vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bình chọn. Rồi. Ai sẽ là thám tử xuất sắc nhất của tuần này? Đầu tiên là chuyến đi của Bazo về chó nghiệp vụ. 1, 2, 3. Ta yêu chó lắm. Tôi yêu chó. Tôi yêu chó, chó là bạn đồng hành, chó là bạn trung thành. Đây là do chó yêu chó chứ phải là do okay. Bazo. Muốn cho do là cái gì cũng được hết á. Chuyến đi của mình có lên trên cà phê lạnh. Cà phê 22 tiếng. Hay, 1, 2, 3. Này hay. Đều Mới hay. Đều. Cho một cái thể loại mới. Nhưng mà anh tuần trước thì anh là giành cái quy chương rồi. Anh lấy rồi, đúng không? Không lẽ bây giờ mà anh không lấy nữa. Ủa vậy em? Ủa gì vậy? Nếu mình nhường cho nữ đi. Anh nhường cho nữ đi. Tôi cũng muốn chọn Miko sẽ là thánh tử xuất sắc nhất của tờ. Giờ thì chúng ta có rất là nhiều thư gửi về cho thư ký. Cho nên em sẽ chọn hai bức thư xuất sắc nhất để chúng ta làm hai nhiệm vụ đó. Tuần sau sẽ xuất sắc hơn. Nghĩ là chơi tuần này dở hả? Tuần này cũng có nhiệm vụ nhiều điều thú vị. Nhưng mà mong muốn tuần sau cũng có nhiều điều thú vị hơn. Người yêu chó gì kỳ vậy?
câu trước đá câu sau vậy? Ký gửi chương trình du lịch kỳ thú, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Trúc, năm nay em 20 tuổi. Hiện nay em thấy trên thị trường có rất nhiều loại xà phòng, đủ thương hiệu, đủ kiểu dáng, giá trung bình tầm 10.000 đồng một cục. Nhưng có loại xà phòng chỉ gói trong miếng giấy kiến hay giấy dầu rồi dán nhãn là handmade, tức là đồ thủ công, giá bán lên tới vài trăm ngàn một cục lận. Không biết là điều gì, thành phần nào khiến cho xà phòng thủ công có giá cao đến như vậy? Nếu muốn tự tay làm xà phòng tại nhà thì có được không anh chị giúp em? Phải hỏi thằng Bách Dô này, Bách Dô nó bán không mà. Tôi vừa mới có huy chương nè, nên tôi giành đi được không? Tại vì tôi thích nghiên cứu về cái gì làm handmade á, cái gì tôi kết hợp tôi bán luôn. Và mai mốt sẽ làm một cái thương hiệu bún đậu mắm tôm kèm xà bông. Ăn xong rồi rửa tay. Thì nhiệm vụ lần này sẽ giao cho Miko Lan Kinh. Tiếp theo chúng ta sẽ có một bức thư cũng rất là hay và thú vị. Chào các thám tử tài năng, mình là Đoàn Thanh Tùng, là một người biểu diễn bóng đá nghệ thuật chuyên nghiệp. À em biết em này. Mình nghe các thám tử nói là cái gì cũng làm được, mình không tin. Chính vì vậy mình quyết định thách đấu bóng đá nghệ thuật với các thám tử. Liệu thám tử nào sẽ dẫn đối đầu với mình? Riêng nhiệm vụ này, ủa, anh quen tự phân công luôn. Tự phân công cho Hoàng Rapper. Hoàng Rapper là một người yêu bóng. Để đó, anh. Số ngày Facebook của ông đặt bóng như bánh nhà Facebook. Không chấp nhận được cái thái độ của bạn Tùng này. Hay quá ha. Nói luôn là cho mọi người biết là anh Hoàng là một người có khả năng đá bóng rất là giỏi. Thiệt hả? Cho nên là từ trước tới giờ anh Toàn vô cái vai trò thủ môn khi mà đi đá. Anh có vai trò rất quan trọng cho đội bóng và anh giữ bóng rất lâu cho đội của mình. Anh giao cái bóng dùm cho đội anh ra. Anh sẽ giữ bóng cho các bạn coi. Chờ đó. Bóng đâu? Ủa gì vậy? Bóng của tôi vậy đó. Anh ra dạy biểu diễn ngoài đường coi nào. Không cần ngồi tại chỗ cũng được. Nói tiếp đi, tôi sẽ giữ bóng tới cuối chương trình. Rồi đó, tôi đang giữ bóng đó. Tôi đang giữ bóng đó. Rất lâu với đội của mình. Tiếp đi. Nếu muốn quý vị muốn xem chuyến hành trình của anh Hoàng Rapper giữ bóng như thế nào thì nhớ bật HTV7 vào lúc 22:45 thứ năm tuần sau để xem tiếp chương trình du lịch kỳ thú nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.